Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh ẩm thực của Nghèo Phút. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho tất cả mọi người một loại xúc xích khô bắt nguồn từ Pháp. Thì ở các clip trước thì mình cũng có giới thiệu cho tất cả mọi người những loại xúc xích khô rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục một giới thiệu một loại. Thì bây giờ mình sẽ quay sang món xúc xích khô và mình nói cho mọi người chi tiết về cái phần xúc xích đó luôn nha. Hiện tại trên tay mình đang có một khối xúc xích khô Bavi Old Boy. Cái này có nó cái tên nó khá là khó đọc mọi người. Khô Bavi Old Boy này nó bắt nguồn từ Pháp, thì một khối của nó như thế này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 1 ký nha mọi người. Thì ở bên ngoài thì nó cũng được tắm một cái lớp tiêu ngũ sắc, và trong những cái phần thịt như này thì nó cũng được xay nhuyễn như những loại xúc xích khô khác, nhưng mà cái này là nó bên ngoài thì nó sẽ tắm thêm một cái lớp tiêu như này rồi nó mới đem đi lưng đen tự nhiên thì nó mới ra được một khối xúc xích như này. Và hiện tại thì mình cũng có một gói 200g như này. Thì gói này thì được cắt nhỏ ra từ một cái khối nghiêm đó, thì mọi người có thể nhìn rõ hơn về cái lát cắt của nó, thì nó trong nó có những mỡ này cũng như thịt xay nhuyễn và gia vị, và bên ngoài thì nó đặc trưng một cái lớp tiêu đặc trưng, không có một cái lỗ xích khô nào mà nó có một cái lớp tiêu bên ngoài như thế này. Thì loại này thì ăn thì nó sẽ có một cái độ cay nồng của cái hương tiêu cũng như độ béo ngoại của cái phần thịt được lên men nha mọi người. Đa số cái dòng xúc xích khô thì cũng khá là sử dụng thôi mọi người chỉ cần khui bao bì ra và sử dụng và bảo quản thôi. Thì cái xúc xích khô Bavi Old Boy này thì nó cũng như các loại thì nó cũng như các dòng xúc xích khô khác, thì mình chỉ cần khui ra mình dùng, và mình dùng không hết thì mình bỏ vào nghiền mát tủ lạnh và mình bỏ bảo quản ở nhiệt độ từ 0 đến 3 độ C thì nó rất là ngon nha mọi người. Thì cái này thì đa số là mọi người mua về mọi người khui ra dùng trực tiếp thôi, nếu mà mọi người có thể làm cho các món khác cũng được, nhưng mà mình nghĩ là cái này là khui ra ăn trực tiếp với phô mai cũng như nho và uống rượu vàng thì nó khá là ngon mọi người. Thì mọi người cũng nên thử qua nha, nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người thể comment bên dưới hoặc là nhấp vào link bên dưới mình ở đây dưới nha. Thì clip của mình đến đây là hết, xin chào và hẹn lại mọi người ở những clip sau nha.